Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều vui và nhiều sức khỏe. Nhưng Dương thì không được khỏe cho lắm, và mọi người nghe giọng khàn khàn thì cũng thấy rồi đó. Tuy nhiên thì để cố gắng cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất thì Dương luôn luôn sẵn sàng. Đây là bản tin bất động sản số 02. Trong bản tin này thì Dương sẽ cập nhật với anh chị và các bạn về thông tin một con đường vừa mới được khánh thành tại huyện Vĩnh Bảo. Và Dương chắc chắn rằng chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cũng như tính thực tiễn của con đường này. Thì sáng nay, ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạc Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo. Dự án nâng cấp cải tạo tuyến quốc lộ 37 từ km 13 đến km 20 với chiều dài là 7,7 km và xây dựng tuyến đường mới phía tả kênh Chanh Dương chiều dài là 7,57 km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Có chiều rộng nền đường lên đến 13-14 mét, chiều rộng mặt đường thì là 11 mét, xây dựng qua kênh đồng, chiều rộng là 12 mét, chiều dài là 24 mét và cả cầu qua kênh Chanh Dương với chiều rộng là 15 mét, chiều dài là 24 mét với tải trọng thiết kế là HL93. Dự án được triển khai từ năm 2017 với tổng mức đầu tư là 1.290 tỷ đồng, trong đó thì chi phí xây dựng là 689 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Việc hoàn thành dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạc Am đến cầu Nhân Mục sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong hệ thống đường quốc lộ và giao thông đối ngoại của thành phố, nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực và đặc biệt là du khách tham quan khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đặc biệt quan trọng đó là chặng trình Nguyễn Bỉ Khiêm. Đồng thời còn tuyến đường này còn đảm bảo an toàn giao thông, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và quảng bá các giá trị văn hóa tinh thần của khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia, đặc biệt quan trọng là chặng trình Nguyễn Bỉ Khiêm. Thì dự án đã được hoàn thành cũng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch của thành phố Hải Phòng, một vùng đất địa linh nhân kiệt có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và sẽ góp phần phát triển kinh tế huyện Vĩnh Bảo theo quy hoạch trở thành một địa phương có cơ cấu kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp tiên tiến, có công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm cao, tăng trưởng xanh, trở thành một trong những trọng điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Hải Phòng nói riêng. Và song song với việc làm đường thì có một khu tái định cư cũng được triển khai ngay bên cạnh con đường này, tuy nhiên thì vẫn chưa kịp hoàn thành đúng tiến độ. Khu tái định cư thì có đường nội bộ rộng 6m, vỉa hè mỗi bên 3m, kích thước được chia khá là lớn, lên tới 180m2 với chiều ngang là 9m và chiều sâu là 20m. Dương cũng sẽ cập nhật giá cả bất động sản xung quanh đây cho mọi người. Thì giá đất xung quanh khu vực này từ khi bắt đầu thực hiện dự án đang ở mức là 15 cho đến 17 triệu trên 1m2 mặt đường. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại khi con đường đã hoàn thành thì giá đất đã tăng lên 23 cho đến 25 triệu 1m2 với tuyến đường cũ và 17 đến 20 triệu 1m2 với tuyến đường mới phía bên kia sông. Thì đó là những thông tin mới nhất Dương muốn cập nhật với anh chị và các bạn. Dương cũng cảm ơn cổng thông tin Hải Phòng GV, anh Kinh Win và một số đồng nghiệp đã cập nhật những thông tin này. Thực sự thì Dương bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của con đường này, nhưng lại không thấy bất ngờ vì bản thân Dương thì đã tiếp xúc, đã chứng kiến rất là nhiều người con của huyện Vĩnh Bảo đã thành công như thế nào. Do đó thì người Vĩnh Bảo nói riêng, Hải Phòng nói chung xứng đáng để chúng ta tự hào và học tập tinh thần luôn luôn vươn lên của họ. Video đến đây xin kết thúc. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Nhớ ấn like, đăng ký kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những bản tin lần sau.